Đây là bức tranh mà Phát vẽ trong vòng 5 tháng để tặng cho bà nội của mình. Nhưng mà 5 năm sau thì nội trả lại. Mọi người có biết tại sao không? Vì nội đã quá lớn tuổi rồi, bà nội không còn nhớ gì nữa hết. Nội nhìn bức tranh của Phát vẽ mà nội sợ, úp nó vô một góc tường luôn. Cuối cùng thì mình phải đem về chưng. Cảm giác lúc đó rất là khó tả. Mọi người có ai đã trải qua giống Phát chưa?